theo cách mà thay gột gẫu máy hay kim nè đó. Giả sử như mà trường hợp mà cái mỏ ổ mà chạy mà hàng đứt chỉ hoặc gãy kim, đúng không? Hàng đứt chỉ hoặc gãy kim, bước đầu tiên đó là một là mình kiểm tra gãy gãy kim là cái nguyên nhân vấn đề nè. Thường thường á, thường thường mọi người thay ổ là trước khi mà mình thay ổ á là mình phải tháo luôn đòn gánh ra luôn, phải cần tháo cái dàn phần. Trước khi mình tháo ổ thì mình tháo luôn cái đòn cần gạt chỉ nè đó. Rồi mình lật máy lên đó. Bước đầu tiên mình tháo là mình phải tháo hết luôn mấy cái thằng mấy con ốc này luôn, tháo nhông nhông mẫu nó ra, nó có mấy con ốc nhông mẫu dưới đây mình tháo ra hết đó. Ba con nhông mẫu dưới và ba con nhông mẫu trên đó, lúc đó mình mới gõ cái tháo luôn cái hai cái thằng bệ ổ này ra luôn đó, hai ốc bệ ổ này ra đó. Đó, bước đầu tiên mình tháo cái gột ổ nè, mình tháo cái gột ổ này nè. Nhớ có mấy con ốc là cứ tháo ra hết nha, cho mấy lúc là dễ. Đó. Đó. Trước khi mình tháo cái bệ ổ mình ra để ý mấy thằng này, đừng cho nó rớt ra ngoài với mấy cái phe này, hiểu không? Cái phe này giả sử như mà mình tháo ra mình sơ ý mà mình không lắp cái này là chạy nó không được đâu đó. Thường thường nguyên nhân á, một là nó bị kẹt cổ, thiếu dầu á, thiếu dầu kẹt cổ thì một là mình kiếm dầu mình châm vô ổ nè, chạy lâu ngày máy nó không bơm dầu á thì mình kẹt cổ. Nguyên nhân xử lý kẹt cổ là bắt buộc phải tháo cái ổ này ra, hiểu không? Mình coi coi trong đây đi, coi trong đây có quấn chỉ không, coi trong đây quấn chỉ. Thường thường nó bị kẹt cổ là cứng ngắc luôn á, là bước đầu tiên phải tháo ba con ốc nhông dưới và ba ốc nhông trên, rồi mình tháo lấy ra coi dưới nằm nó nằm dưới đây. Thường thường bị kẹt cổ là chỉ nó quấn dưới đây nhiều lắm nè đó. Cách kiểm tra coi coi bị kẹt là coi bị kẹt bên nào. Giả sử bên đây á, bên đây mình lắc cái tay nhẹ nó đang cự động quay, là lúc đó thằng bên đây nó không đi là bắt buộc phải tháo cái thằng này ra mình kiểm tra đó. Đó là xử lý kẹt cổ. Còn mà vấn đề đứt chỉ bỏ mũi gãy kim đó, thường thường á cái mo ổ này nè, cái mo ổ này có tác dụng là lúc mới thì chạy nó ổn định, mà chạy sau này lâu ngày á nó sẽ bị tù cái mỏ này đi, tù cái mỏ này đi. Một là mình vỗ cái đầu này cho nó nhọn đi một tí, đúng không? Vỗ cái đầu này cho nó nhọn đi. Hai là mình thay cái mới đó, thay cái mới. Trước khi mà mình thay mình phải tháo ra mình để ý nha, cái thằng trước khi mình tháo nè là mình phải để, mình lấy ra mình để lúc mà lắp vào nè, là lắp cái thằng này vô trước đó, lắp cái này vô trước đó. Thường thường mà đối với máy hay kim mà các bệnh thường gặp nè, một là đứt chỉ nè, hai là bỏ mũi nè, ba là gãy kim nè đó. Bây giờ bước đầu tiên là nguyên nhân đến dẫn mà thay ổ là một là đứt chỉ với gãy kim á, hiểu không? Cái mo ổ này nó có tác dụng là thường thường đứt chỉ á, chạy lâu ngày nó mòn đi nó tù đi, mà mình không biết, mình cứ chỉnh bộ tàu mũi y gan vậy trễ hoặc sớm vẫn còn bị đứt, kiểm tra chỉ là ok các thứ mà vẫn còn bị đứt. Rồi lúc đó mình mới kiểm tra coi cái mo ổ này có bị tù không. Hiện tại giờ mo ổ này đang bị tù nè,
chạy tốc độ cao, chạy tốc độ cao rồi á là đâu lấy giới lấy được công chỉ đâu. Mình phải một là mình phải giũa cho nảy nhọn lên, hiểu không? Tháo cái hai con ốc này ra, tháo hai ốc này ra mình sẽ dễ giũa hơn đó. Bước đầu tiên á là mình đứt chỉ. Nguyên nhân đứt chỉ với mà bị nội chỉ á, một chút tôi sẽ giải thích luôn đó. Bây giờ mình lắp vô đi, nhớ ra hai cái vấn đề chính là kẹt ổ nè. Kẹt ổ mình phải tháo cái ổ này ra, nó sẽ bị một là nó khô dầu, nó sẽ bị bó cái này lại. Lúc đó mình châm dầu hoặc là mình tháo cái ti này đi đánh bóng hoặc lấy nhám mịn á, mình đánh bóng sơ cái này ra, lỡ có bị chạy xước, tại vì kẹt ổ dầu đâu bơm đâu tại sao bị chạy cái đường này. Hai là mình phải thay cái mới, còn mà giả sử như mà không có cái mới thì bắt buộc phải làm thủ công, hiểu không? Làm thủ công là mình phải đi đánh bóng đó. Còn mà chạy mà nó ưa bị đứt chỉ mà mình chỉnh bộ tờ mũi ok các thứ, chỉ đồ các thứ mà vẫn còn bị đứt là khuyên là một là dọ giũa cái mỏ móc thiệt là nhọn. Hai là thay cái này luôn, thay mới luôn. Còn mà bị nội chỉ đồ ảnh hưởng cũng do cái thằng này nè, chạy lâu ngày nó sẽ bị gơ trong đây nè. Gơ là bắt buộc có đường là mình phải là đi đổi thôi, không có đường nào. Bị nội chỉ á, bị nội chỉ mà mình chỉnh kiểm tra mặt nguyệt chỉ cái hàng sừng trâu này mà ok các thứ ok mà vẫn còn bị á, là lúc đó mình thay cái ổ mới đi, là chạy nó độ bền nó cao đó. Rồi giờ cách lắp nó nè. Đó, lắp nó. Trước khi lắp mình phải lắc nhẹ nó xuống. Lắc nhẹ cho nó xuống. Cho nó xuống phục hết xác nè. Hiện tại giờ nó chưa xuống hết nè. Lắc nó. Đó. Xê dịch thằng này nè, là tự nhiên nó sập xuống, hiểu không? Hiện tại giờ cái này mình chưa xê dịch, nó đang bị cắn đi nè. Mình xê dịch cho nó phục xuống. Chạy dịch nó là tự phục xuất là ok. Lúc đó là mình phá nhông ổ dưới, nhông ổ trên lại, mình gõ vô là mình chỉnh lại bộ tàu mũi đó. Giả sử như mà trường hợp mà chỉnh nó chạy nó đang bị đứt chỉ nè. Đó. Bước đầu tiên đứt chỉ. Một là mình kiểm tra nè, chỉ có chặt quá không. Giờ mình nói cái bệnh đầu tiên là bệnh đứt chỉ nè. Kiểm tra coi chỉ có chặt quá không. Giả sử như vậy, chỉ nó không chặt mà chạy vẫn còn bị đứt, lúc đó mình coi bắt mũi coi có hở không. Giả sử như mà hở thì mình cho ăn gian cho coi nó mỏ móc này có bị xước không nè. Hai là kiểm tra coi lỗ cái băng lừa này nè, coi nó sát với kim không, hoặc là chỗ lỗ băng lừa nó sẽ bị xước cái gì đó, nó sẽ tạo nguyên nhân đứt chỉ đó. Còn mà bệnh mà bị bỏ mũi, thường mà bỏ mũi á là đối với máy hai kim này là giả sử như mà bỏ mũi á, nguyên đường dài á, thì mình kiểm tra nè, kiểm tra coi mỏ ổ coi có bị xước không, hai là có hở kim không, ba là coi cái đá kim không, hiểu không? Giả sử như mà mình chỉnh hiện tại giờ đúng một ly mà vẫn còn bị bọ mũi, lúc đó mình lấy cho nó chảy lại tầm cỡ 0.5 mm thôi, hiểu không? 0.5 mm đó là đối với bệnh bọ mũi nha. Còn mà bị gãy kim á, gãy kim mà đa số lên đoạn dày hoặc lại mối á, là quan trọng là lúc mà lại mối á, ngồi vô cái máy mà công nhân nó kêu anh ơi sao em lại mối bị gãy kim hoài à, lại mối bị gãy kim, lúc đó mình mới kiểm tra nè, kiểm tra coi mà mình chỉnh tới lui có đúng vị trí nó chưa, hiểu không? Giả sử như mà lúc mà đang lại mối á mà mình chỉnh tới lui bằng lừa nó về sau nhiều quá, lúc đó cây kim nó sẽ lắm găm vào chân vịt lại sẽ bị gãy kim đó. Đó là tình trạng bị gãy kim, hiểu không? Còn đó là tình trạng nó đang bị lại mối bị gãy kim á, là mình kiểm tra lại chân vịt coi có sát với cây kim quá không đó. Đó là lại mối gãy kim nha. Còn mà chạy mà
kiểm tra này đang ok, các thứ ok mà vẫn còn bị gãy kim, là lúc đó mình mới kiểm tra lại coi lỗ kim nó nằm giữa cái lỗ bằng lừa không, hiểu không? Hai cách xử lý nó là, hai là lúc đó mình kiếm cái phân hơi chạy hàng dày 5-6 lớp á, qua điểm dày nó ưa bị gãy kim mà chạy kim nhỏ á, thì lúc đó mình mới kiếm phân hơi mình phét cái lỗ bằng lừa này, phét ra cho nó bự ra đó, phét ra cho nó bự ra là sẽ không bị gãy kim. Mình bắt mũi là độ hở bằng không nè, không được hở mà không được đá đó. Đó là cách xử lý bị gãy kim, vấn đề bị gãy kim mà chạy kim số 8, số 9 á. Còn số 10, 11 thì quá dễ rồi, mà chạy mà mặt hàng nó bị bể vải, nó bị tước vải rồi á, là bắt buộc phải chạy kim nhỏ, mà lên hàng dày nó bị gãy kim nữa, đó là mấy vấn đề khó đó. Còn mà trường hợp bị nổi chỉ nè, thường thường nổi chỉ á, cái ổ thiền mình á, luôn luôn lúc nào á là nó ở dưới đây nó không có miếng lót, bắt buộc mình phải kiểm tra đòn gánh, mình lắp cái mặt ngoẹt này vô nè. Giả sử hiện tại đang bị nổi chỉ mà chạy lâu ngày nó đang bị nổi chỉ, mình kiểm tra bộ tàu mũi ok các thứ rồi, vẫn còn bị nổi chỉ rồi cũng ok hết mà vẫn còn bị nổi, bước đầu tiên là mình phải kiểm tra mặt ngoẹt trước, kiểm tra mặt ngoẹt nè. Đó, mặt ngoẹt này đối với má mặt ngoẹt má hai kim này á, chạy lâu ngày nó sẽ bị xước cái hai cạnh này nè, xước cái hai cạnh này nó sẽ tạo nguyên nhân vừa nổi chỉ mà vừa đứt chỉ luôn. Thường thường mà chạy đang may đứt chỉ là do cái này nè, đi đánh bóng liền cho tôi đó, đánh bóng hàng này liền đó. Thường thường á, cái mặt ngoẹt này cực kỳ là quan trọng đối với máy hay kim nè, chạy mà đứt chỉ hoặc mà nổi chỉ đâu á là kiểm tra coi thoát đều cái mặt ngoẹt này không đó. Mình quay bỏ miếng vải vô mình quay, để cái hình suốt vô mình quay thử coi nó có thoát chỉ không đó. Hiện tại giờ cái mặt ngoẹt này đang mài, đừng biết sao lúc mà chạy lâu ngày nó không bị ma sát nhiều nè, mà mặt ngoẹt mới mình đưa vô á, mình chưa mài á, mài dách bên đây nè, chạy nó sẽ bị ưa xước mấy cạnh này nhiều lắm đó, ưa xước mấy cạnh này nè. Bước đầu tiên nổi chỉ là mình chỉnh chỉ với chỉnh con thuyền trước. Giả sử như mình chỉnh ok mà vẫn chưa được là lúc đó mình mới kiểm tra con này coi có bị xước gì không đó. Rồi bước thứ hai, giả sử như mà mình lắp cái này vô mà chỉ nó vẫn còn không thoát được, á, là lúc đó mình mới chơi ăn gian chơi chim, cắt cái miếng giấy á, mình chim cái mặt nguyệt lên cho nó hơi cao lên tí là sẽ chỉ nó thoát sẽ nhẹ và sẽ đều nữa, hiểu không? Chim hai đầu này lên đó, đó là trường hợp là chỉ nó thoát qua cái ổ này nó không đều thôi đó. Đó là cách bệnh nổi chỉ, đứt chỉ, bộ mũi, gãy kim đó. Thường thường đối với máy hay kim này là nguyên nhân là đứt chỉ nè, bộ mũi nè, gãy kim nè, kẹt ổ nè. Đó, có mấy thứ đó thôi. Còn mà chạy nhăn vải hoặc nhíu vải là do cái mình dán chân vịt này ha. Mấy cái đó quá dễ à, quan trọng là xử lý là đứt chỉ á. Bệnh mà đứt chỉ là vấn đề đau não lắm đó. Đứt chỉ nó nhiều ảnh hưởng đến nhiều yếu tố vậy lắm, nhiều khi mà chỉ chặt mà chỉ nó mục mà mình không để ý nữa, chỉ nó mục mà mình không để ý là lúc đó mình chỉnh là mình cắm đầu mình chỉnh tối ngày mà không được đâu đó. Rồi lúc nào mà kiểm tra kim mà chạy kim số nhỏ là cực kỳ là khó, mà kim bự thì quá dễ à. Mà chạy kim nhỏ mình phải chỉnh các yếu tố, mình áp dụng các yếu tố mà từ giờ tôi đang nói á, mình phải áp dụng vô, lúc đó mình mới chỉnh ra máy mới chạy bền được độ chính xác cao. Một cái máy nó chạy cả ngày mà biết bao nhiêu vòng đó mà mình chỉnh không tới là lúc đó mình sửa tới sửa lui mệt là dữ dằn lắm. Tại sao một cái máy mà người ta sửa chạy cả tuần mà một người sửa cái máy chạy tầm vài tiếng là hư, là do mình chỉnh chưa tới đó. Thì đối với máy kim này nó có nguyên nhân vấn đề đó. Thường thường cái bằng lừa này
găng găng nhãn hay găng găng nhãn nó bị nhíu, găng bén quá nó bị nhíu lại, thì mình cho cái mình tháo cái phần lờ này ra, mình đi mài hoặc đánh bóng nó làm sao cho độ độ này đừng cho nó bén thôi. Đối với mà giải dù hoặc giải mỏng giống như vậy nè, chạy thường thường nó bị cà rồi á, hoặc bị nhăn lớp dưới á, nó bị cà vải đó, người ta gọi là tình trạng nó bị cà vải á, là mình phải xách cái này ra mình đi mài, hiểu không? Còn mà qua điểm dày đâu á, mà qua điểm dày đồ các thứ mà nó không qua ngọt á, là bắt buộc phải mài cho chân vịt này, cho ấn sau này cho mỏng đi bớt, nó sẽ qua cái điểm dày nó ngọt, hiểu không? Rồi mình dán chân vịt là hết tới đây, còn nó lên điểm dày là tới đây nó bợ lại, mình cho cỡ nào lên hết cỡ nó cũng vẫn bợ lại. Bắt chạy mà hàng gin đâu á, mà chạy đa số mà chạy leo lên dốc mà cái tay mắt kéo phụ nó là do cái bằng lờ chân vịt này nè đó. Là bắt buộc phải cho mài cái, một là mài cái đít nó cao lên tí, hai là mài cái rãnh cho nó thấp xuống một tí nữa, nó sẽ thoát ra nó dễ, hiểu không? Hiểu vấn đề tôi nói không? Đó. Mày cái này có ra. Mày cái bát này nè, cho mỏng đi bát là xíu. Cho nó mỏng xuống bớt, hiểu không? Cho nó chuối lên như này nè, giống như vậy nè. Đó. Đó là bữa nay đi giới thiệu là các bệnh thường gặp, là mới mốt là trường hợp đối với dưới máy hay kim là ngày nào cũng gặp hết. Giả sử như bữa nay tôi nói là vô làm thực tế là nó cũng y gan như vậy đó, không có gì mà sai sót đâu đó. Bây giờ mình học, bây giờ vô làm thực tế mới mốt có da chạm độ đỡ bơ ngỡ đó. Rồi vậy thôi, còn mới mốt mà có vụ mà bữa nào rảnh tôi sẽ chỉ cái phần mà đá gốc, đây ta gọi là máy hay kim đá gốc á, hiểu không? Giả sử như mà mình muốn đá gốc á là mình phải chỉnh cái này nè, nó chạy một kim một à. Bữa nào tôi rảnh thì sẽ chỉ cái phần vụ mà phần đá gốc này nè. Đó. Đây ta gọi là máy hai kim di động nè. Đá gốc nè. Đó. Đá gốc giờ mình chỉnh cái phần cùm trên đây và cùm trên đây. Để bữa sau tôi sẽ giới thiệu từng mấy cái máy hai kim này đá gốc. Đó. Rồi vậy thôi. Rồi.